Trong thời buổi công nghệ phát triển, những thiết bị bay không người lái như Flycam ra đời như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, việc sử dụng Flycam một cách tự do không được kiểm soát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh. Để khắc phục vấn đề này, mới đây nhất, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã chế tạo và ứng dụng thành công sản phẩm thiết bị cá nhân chế áp Flycam CA18GL. Thiết bị cá nhân chế áp Flycam CA18GL được chế tạo bởi nhóm nghiên cứu của Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, khoa vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sản phẩm ra đời từ thực tế việc chế áp Flycam còn gặp nhiều khó khăn và được cải tiến dựa trên thiết bị chế áp CA18, giúp người sử dụng vận hành thao tác đơn giản thuận lợi trong việc cơ động chiếm lĩnh ở mọi vị trí trên mặt đất và các tòa nhà cao tầng để áp chế Flycam. Đây là một cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ, lại đối chọi với cả một cái mục tiêu cũng là công nghệ. Cho nên là cái đầu tư của nó cũng đòi hỏi là có một cái đầu tư rất lớn. Hai nữa ấy, là các cái thông tin về các thiết bị này ấy, thì ở nước ngoài người ta bí mật hoàn toàn. Người ta chỉ cung cấp cái tính năng. Chúng tôi phải tự nghiên cứu và thông qua các cái kênh quốc phòng nước ngoài. Chúng ta phải tạo được khu vực có tầm quan sát tốt, không bị che khuất bởi các tòa nhà. Chú ý thứ hai là tùy thuộc vào yêu cầu mục đích của người chỉ huy mà chúng ta sử dụng các thiết bị chế áp CA18 với các tính năng của nó như ép hạ cánh từ xa. Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị cá nhân chế áp Flycam CA18GL cho thấy sự vận hành hiệu quả của các tính năng như chế áp Flycam hạ cánh tại chỗ từ xa với khoảng cách 500m bằng mắt thường và 2 km bằng chỉ thị ngoài, ép Flycam quay về vị trí xuất phát để phát hiện, xử lý người điều khiển hoặc chế áp nhiều Flycam trên cùng một hướng. So với các thiết bị khác, điểm nổi bật nhất của sản phẩm này là có thể tạo vùng cấm bay nhân tạo xung quanh mục tiêu bảo vệ bằng cách giả lập tọa độ GPS nhằm đánh lừa thiết bị nhận biết, định vị, dẫn đường trên Flycam. Sản phẩm đã được đánh giá kiểm định độc lập bởi Trung tâm Giám định Chất lượng của Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ Quốc phòng. Tháng 9 năm 2019, thì sản phẩm đã được Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phê duyệt tính năng chiến kỹ thuật. Sản phẩm CA18 thì cũng đã được thử nghiệm tham gia bảo vệ cái sự kiện lớn. Hiện nay, các thiết bị Flycam đang được cải tiến thay đổi theo từng ngày. Vì vậy, thiết bị CA18GL cũng được chế tạo có tính năng mở, cho phép nâng cấp phù hợp với sự phát triển này. Với việc ứng dụng thành công thiết bị cá nhân chế áp Flycam CA18GL sẽ là tiền đề để bảo vệ an ninh quốc phòng, an toàn xã hội trước những thiết bị bay không người lái. Đây cũng là sản phẩm ra đời từ nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên sâu, tập hợp các chuyên gia cùng lĩnh vực để thực hiện các nghiên cứu phức tạp có yêu cầu cao. Một mô hình đã phát huy hiệu quả trong chiến lược đổi mới giáo dục đào tạo 10 năm qua của Học viện Kỹ thuật Quân sự.